Đây là bãi biển câu cá nha mọi người. À, cuối tuần ta đi câu cá nè. Đẹp chưa mọi người? Mặt trời lên luôn nè. Quá đẹp luôn không? Cô đang lên trên đây đi câu cá rồi mọi người. Có cá mập bị sắc gì rồi. Trời ơi quá đã luôn. Mở xuống mở lên ăn xuống. Bây giờ mùa là mùa cá đù nha. Chờ vì cái đu la đục lạc nè. Từ Florida tới rồi hình con cá nè. Đưa đưa qua bên đây nè, đưa nè. Chờ con cá ăn. Mở xuống nãy giờ luôn ăn rồi. Trời ơi câu nè. Xí vui quá trời luôn kìa. Trời cá mới đi cá, cầm cá đù không hả?
4 nữa nè nha mọi người. Trời ơi coi nè, mở xuống là ăn, mở xuống là ăn. Giống như cái hồi năm ngoái mà đi câu cá trích vậy. Con này là cá đùng nè, thấy không? Nhìn thấy đã không? Rồi giờ kho keo nấu canh cũng được mà. Ớt lên cũng như là xả ớt cũng ngon, có ớt ăn không? Năm con luôn chứ hả? 1, 2, 3, 4 hả? 4, sao 4 không mọi người ơi?